Nếu quý vị và các bạn lựa chọn một chiếc xe cho gia đình mà không quá cần thiết tới 7 chỗ, thì quý vị và các bạn có chọn chiếc bán tải hay là không? Xin chào quý vị và các bạn, mình là Sang, mình bán xe Ford Sài Gòn. Nếu như quý vị và các bạn có bất kỳ thắc mắc hay là có nhu cầu mua xe Ford, cần được hỗ trợ tư vấn về ngân hàng, lãi suất, cũng như là thu xe cũ, đổi xe mới, hay là đang băn khoăn không biết lựa chọn phiên bản nào, thì hãy nhấc máy lên và gọi điện cho Sang để được hỗ trợ tốt nhất. Và ngay phía sau lưng Sang là một trong những chiếc xe Sang rất thích, và có thể nói đây là chiếc xe mơ ước của Sang, đó chính là chiếc bán tải Ranger Wildtrak phiên bản cao cấp nhất. Và chiếc xe này là một thế hệ mới hoàn toàn, Ranger Next Gen. Mời các bạn cùng Sang tìm hiểu xem chiếc xe này có những gì đặc biệt và đang là top 1 làm mưa làm gió tại thị trường bán tải tại Việt Nam. Ranger trên thế hệ mới được thay đổi nội ngoại thất hoàn toàn, mang tới một hơi thở hâm mộ hơn và đặc biệt là một cảm giác rất là cơ bắp, cứng cáp. Chiếc Ranger Wildtrak hiện tại đang là top 1 tại thị trường Việt Nam. Tổng sản lượng Ranger bán ra tại Việt Nam gấp tới 4-5 lần so với tất cả các đối thủ tại Việt Nam cộng lại. Thì chiếc Wildtrak này và cũng như là chiếc Ranger nói chung có một diện mạo hoàn toàn mới. Thứ nhất là phần đầu xe, đó là phần cơ bắp hơn, cụm đèn theo kiểu F150, mặt ca lăng bự hơn, nắp capo gân guốc nhìn cảm giác rất là bệ vệ. Và đặc biệt chiếc xe này của chúng ta thế hệ mới sử dụng một động cơ mượt mà hơn, không phải động cơ mượt mà hơn mà hộp số được tinh chỉnh và điều khiển mượt mà hơn phiên bản cũ. Chúng ta có một khung gầm hoàn toàn mới, đó là T6.2 với phần hệ thống treo phía trước cứng cáp hơn này. Phía sau thì thay đổi, đó là 3 lá nhíp dài và 1 lá nhíp ngắn cho hành trình nhún tốt hơn cũng như là êm ái hơn. Và kèm với đó là một cây phuộc được kích ra phía ngoài, tạo cảm giác đi đầm chắc hơn và đỡ bị cảm giác văng đuôi giống như trên phiên bản trước. Trên phiên bản mới này chúng ta có một chiều dài cơ sở lớn hơn, dài hơn 5cm và chiều rộng cơ sở cũng rộng hơn 5cm. Như vậy chúng ta có một chiếc xe hồi xưa đã đầm chắc rồi, nay còn càng đầm chắc và mượt mà hơn. Bộ mâm 18 inch rất là đẹp, và ở trên phiên bản mới chúng ta sẽ có phanh trước, phanh sau đều là phanh đĩa, giúp cảm giác và hiệu suất phanh tốt hơn cũng như là đi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chiều dài cơ sở lớn hơn, cảm giác xe sẽ đầm chắc hơn, đi ngọt hơn, và đặc biệt là cái cải tiến của hệ thống treo phía sau giúp chiếc xe đi ổn định tốt hơn khi không có tải cũng như là khi tải nặng, giúp những chuyến đi của chúng ta hạn chế được việc văng đuôi, bớt mệt hơn và cũng như là an toàn hơn. Thay đổi phía sau của chiếc bán tải Wildtrak rất là đẹp, đó là cụm đèn hậu này, cùng với đó là một cái radar và cái phanh sau tự động, kết hợp với đó là cái bửng rất đẹp, nhìn rất là cứng cáp này, đường vân dập nổi, chữ Ranger dập nổi. Trên thế hệ mới thì chúng ta sẽ có một cái bệ bước giúp chúng ta leo lên leo xuống lấy đồ rất là dễ dàng. Thanh Wildtrak trên phiên bản mới cũng thiết kế rất đẹp, Sang rất thích cái đặc điểm này, và cái phần thân xe rất đẹp, tay nắm cửa cũng to, cứng cáp, nhìn rất là bệ vệ, các đường vân dập nổi trên phần thân xe rất đẹp. Ngoài việc thiết kế nội ngoại thất hoàn toàn mới, mang tới một diện mạo cơ bắp hơn này, cứng cáp hơn này, nội thất thì rất là hiện đại, nhìn rất là bắt mắt. Nói chung xe bán tải nhưng cảm giác của một chiếc xe gia đình, hiện đại, cơ bắp, và đặc biệt thiết kế cũng rất hay. Thiết kế trên bản mới có rất nhiều hộc để đồ, hộc để cốc nước, tay nắm cửa cũng thiết kế dạng mới. Đó là về phần mặt thiết kế. Còn cái điểm mà Sang cực kỳ yêu thích trên những chiếc bán tải và đặc biệt là chiếc xe Wildtrak, chiếc xe yêu thích của Sang, đó chính là về cảm giác lái, cảm giác vận hành. Xe sử dụng một động cơ đó là 2.0 biturbo và kết hợp với đó là một hộp số tự động 10 cấp. Rất nhiều quý khách phản hồi với Sang rằng cái hộp số 10 cấp cảm giác lái sẽ hơi ì. Sang công nhận, bởi vì Sang cũng đang chạy một chiếc Everest Titanium 2021 hộp số 10 cấp luôn, và cái cảm giác nước ga đầu khá là ì. Thì Sang giải thích sơ bộ, cái đời trước thì hộp số 10 cấp sẽ thiên về lực đẩy, thiên về khả năng đẩy hàng khi tải nặng. Tức là nếu như chúng ta đi ở một đoạn đường rất dốc, chở hàng rất nặng, chở full tải, đủ 7 người, đủ 5 người full tải phía sau, thì số 1, số 2 mang tới một cảm giác đó là sức khỏe, mang tới một cảm giác rất là mạnh, rất là khỏe, chạy được thoải mái. Và ngay cả các số 3, 4, 5, 6 cũng như vậy. Nhưng ở trên phiên bản mới này, như cái cách mà Sang chạy ấy, Sang cảm giác là nó nhảy tua rất sớm, hộp số nhảy tua rất sớm, cho chúng ta một cái cảm giác trườn xe rất tốt. Vòng tua khoảng 1.200 tới 1.500 là bắt đầu có thể là nhảy số rồi. Trong khi đó cái phiên bản ở trước, phiên bản mà Sang đang chạy ấy, thì cái ga đầu ở số 1, số 2 ấy,
nhảy tour đa số là phải 2.500 đến 2.800. Thì chiếc xe này ở ga đầu cấp 1-2 thì nhảy tour sớm hơn, khoảng cỡ 2.000 tới 2.500 bắt đầu nhảy tour. Nên cái cảm giác khi chúng ta chạy chiếc xe này rất là mượt, rất là ngọt. Và khi đi tốc độ cao thì Sang có một số cái rất thích, đó là giữ làn đường tự động và canh lên đường tự động đánh lái, an toàn hơn bản trước. Rồi có phanh tự động khẩn cấp giống phiên bản trước, tuy nhiên là phiên bản mới này là bản 2.0, Sang nghĩ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cùng với đó là cái vô lăng rất mềm mại, rất mượt mà, chạy rất sướng. Và một đặc điểm nữa mà Sang rất thích trên chiếc Wajak đó là cụm đèn Magic LED. Thì cụm đèn này sẽ tự động điều chỉnh góc sáng, tự động bật tắt vị trí, nâng hạ góc chiếu, cũng như là mở rộng góc đánh lái cho chúng ta cái tầm nhìn tốt nhất, và cũng như là không làm chói mắt cái người đi đối diện. Sang đã có cơ hội trải nghiệm chiếc xe này, giao xe từ Sài Gòn chạy về Lâm Đồng. Thì Sang đánh giá đây là một trong những chiếc Sang cảm giác rất tuyệt vời, chạy rất là sướng. Và Sang đánh giá rất cao cái độ tiện dụng của bán tải. Chúng ta đi bình thường cũng được, đi công tác cũng được, khung gầm đầm chắc, an toàn, và chở hàng thì càng tốt. Để nói dùng bán tải để làm một phương tiện gia đình có được hay không thì Sang tin chắc là sẽ được. Đó là chiếc bán tải mà Sang cực kỳ yêu thích, Ranger Wajak 2023. Thiết kế đẹp, hầm hố, cơ bắp. Về phần nội thất thì rất hiện đại, và các đường nét thiết kế cũng mang lại cái khí chất cơ bắp, cảm giác lái thì gọi là tuyệt vời và an toàn, tiện dụng nữa. Nếu quý vị và các bạn lựa chọn một chiếc xe cho gia đình mà không quá cần thiết tới 7 chỗ thì quý vị và các bạn có chọn chiếc bán tải hay là không? Hãy cho Sang biết bằng cách bình luận ở phía bên dưới, và đừng quên lưu số điện thoại và gọi điện cho Sang để được hỗ trợ tốt nhất khi mua xe Ford. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video lần sau.